Xin chào các anh chị và các bác. Và hôm nay trong video này thì em Hằng sẽ dẫn anh chị và các bác đi tham quan vòng cái công đoạn làm nguội để sản xuất ra một bộ đỉnh đồng đỏ nhé. Và đây là cái mẫu hạt hiện nay vừa mới ra lò, đập ra khỏi khuôn và chuẩn bị đến công đoạn mài nhẵn và làm nguội nhé các bác nhé. Đây là cái chiếc đĩa nến này, đĩa nến vừa mài nhẵn xong và tiếp tục được làm ám chạm. Nếu mà muốn ám hình gì như là rồng phượng thì sẽ ám giấy vào trên và chạm tỉa thủ công nha các bác nhá. Và đây là cái quả đỉnh tai cui này. Ở bên trong các bác có thể nhìn thấy là có phần thịt đồng cũng rất là dày dặn và được thông với lắc nghê này. Em Hằng tiếp tục quay cho các bác xem một số mẫu đỉnh song long và đỉnh hoa sòi rất là thô sơ mộc mạc. Nếu các bác nhận được cái sản phẩm hoàn thiện thì các bác sẽ hình dung được là những cái phần công thợ để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh này rất là cầu kỳ và chi tiết. Đây là quả đỉnh hoa sòi thô mộc. Đây là phôi vừa mới ra lò nhé các bác nhé. Nhìn rất là làm, nhìn rất là thô sơ đúng không ạ? Thế nhưng mà dưới cái bàn tay của thợ thì tất cả các cái phần thô này sẽ được xử lý và làm nguội rất là cầu kỳ và chi tiết. Và tiếp tục xuống phần đục chạm của thợ thủ công nhé. Mỗi người sẽ có một cái công đoạn riêng. Và đây là cái phần lắp nghê đã đang hình thành cái đường nét rất là rõ ràng rồi. Mỗi người sẽ đảm nhiệm một cái công đoạn riêng. Ai có cái sở trường và có tay nghề về phần nào thì sẽ đảm nhiệm cái phần đó nhé các bác nhé. Khi mà được làm đi làm lại, thì các bạn đấy sẽ có một cái kinh nghiệm và có một cái tay nghề riêng cho bản thân mình. Và những cái người thợ lâu năm thì sẽ làm những cái phần khó, phần cầu kỳ hơn và yêu cầu cao hơn. Với những cái người thợ mà mới có kinh nghiệm 1 năm, 2 năm thì sẽ đảm nhận một cái việc mà những cái công đoạn nó đơn giản hơn. Và đây được gọi là cái phần ám giấy này. Ám giấy nhé các bạn nhé, các bác nhé. Và khi mà ám giấy này thì thợ cứ dùng ve và tỉa theo cái đường vẽ ở trên giấy đã được in sẵn. Và sau cái công đoạn chạm ám như thế này thì sẽ đến khâu hoàn thiện và tạo màu sản phẩm để mang đến tay người tiêu dùng một sản phẩm hoàn hảo nhất, hoàn thiện nhất. Và xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bác đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bác trong một cái video sớm nhất.